Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình thời sự tối nay thứ ba, ngày 7 tháng 10 năm 2014 của Đài Phát thanh Truyền hình Quảng Bình với những nội dung chính như sau. Đại biểu Quốc hội tỉnh Quảng Bình tiếp xúc cử tri tại thị xã Ba Đồn và huyện Quảng Trạch trước kỳ họp thứ 8 Quốc hội khóa 13. Chính phủ tổ chức hội nghị trực tuyến về công tác ứng phó với bão mạnh và siêu bão. Ba Đồn cá chết hàng loạt do sốc nước. Phóng sự Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tỉnh Quảng Bình dấu ấn một nhiệm kỳ. Hôm nay ngày 7 tháng 10, đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Quảng Bình do đồng chí Hoàng Đăng Quang, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh làm trưởng đoàn, đã có buổi tiếp xúc với cử tri thị xã Ba Đồn và huyện Quảng Trạch trước kỳ họp thứ 8 Quốc hội khóa 13. Tại buổi tiếp xúc, sau khi nghe nội dung chương trình kỳ họp thứ 8 Quốc hội khóa 13, cử tri thị xã Ba Đồn đề nghị việc thực hiện các chế độ chính sách đối với người có công với nước, người bị nhiễm chất độc da cam phải đúng đối tượng, việc truy tặng danh hiệu bà mẹ Việt Nam anh hùng cần thực hiện kịp thời. Công tác giải phóng mặt bằng thực hiện dự án nâng cấp mở rộng quốc lộ 1 cần thực hiện nghiêm túc, chính xác, khách quan và công bằng. Việc tuyển dụng cán bộ cần thực hiện theo đúng quy trình. Tình trạng vi phạm an ninh trật tự, đạo đức xã hội của một bộ phận người dân vẫn còn diễn biến phức tạp. Tai nạn giao thông chưa được kiềm chế, làm nhiều người thiệt mạng do các vụ tai nạn giao thông gây ra. Tình trạng khai thác khoáng sản, cụ thể là khai thác cát sỏi lòng sông trái phép vẫn còn diễn ra khá phổ biến trên địa bàn. Nhiều vụ án nghiêm trọng đã xảy ra nhưng xét xử và giải quyết chưa thỏa đáng, gây bức xúc dư luận quần chúng nhân dân. Cử tri thị xã Ba Đồn còn đề nghị chính phủ và Bộ Giáo dục và Đào tạo cần thực hiện đổi mới toàn diện giáo dục đào tạo, đáp ứng nhu cầu phát triển của đất nước. Cử tri huyện Quảng Trạch đề nghị cần tiếp tục nêu cao tinh thần cảnh giác với tình hình bất ổn ở Biển Đông, song đồng thời thực hiện có hiệu quả chủ trương chính sách của Đảng và Nhà nước về đóng tàu cá công suất lớn vươn khơi bám biển để đánh bắt thủy hải sản và bảo vệ chủ quyền biển đảo của Việt Nam. Cần chấn chỉnh hoạt động kinh doanh dịch vụ của các hộ dân ven tuyến quốc lộ 1 đoạn qua xã Quảng Đông, huyện Quảng Trạch. Cử tri huyện Quảng Trạch cũng đã có cả ý kiến liên quan đến công tác đền bù giải phóng mặt bằng và ảnh hưởng đến các công trình nhà ở của dân trong việc thi công công trình mở rộng nâng cấp quốc lộ 1 đoạn qua địa bàn. Thay mặt đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Quảng Bình, đồng chí Hoàng Đăng Quang, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh đã cảm ơn các ý kiến đóng góp giá trị đầy tinh thần trách nhiệm của cử tri thị xã Ba Đồn và huyện Quảng Trạch. Đồng chí Hoàng Đăng Quang đã trả lời một số ý kiến thuộc thẩm quyền mà cử tri quan tâm. Các ý kiến còn lại sẽ được tập hợp để trình lên Quốc hội trong kỳ họp tới. Sáng nay ngày 7 tháng 10, dưới sự chủ trì của Phó Thủ tướng Chính phủ Hoàng Trung Hải, Ban chỉ đạo phòng chống lụt bão Trung ương đã tổ chức hội nghị trực tuyến về công tác ứng phó với bão mạnh và siêu bão. Tại hội nghị, Bộ Tài nguyên và Môi trường đã báo cáo phân vùng bão và xác định nguy cơ bão, nước dân do bão cho khu vực ven biển Việt Nam. Qua các kết quả nghiên cứu phân vùng bão theo 5 vùng ven biển cụ thể như sau. Vùng có số cơn bão đổ bộ và ảnh hưởng nhiều nhất thuộc các tỉnh từ Quảng Ninh đến Thanh Hóa. Vùng có tần số bão tập trung từ tháng 8 đến tháng 10 thuộc các tỉnh Nghệ An đến Thừa Thiên Huế. Vùng có tần số bão trung bình tập trung về cuối mùa hè thuộc các tỉnh thành từ Đà Nẵng đến Bình Định. Và vùng có tần số bão thấp dần bố trí vào các tỉnh Phú Yên, Khánh Hòa và vùng từ Ninh Thuận đến Cà Mau. Như vậy, tỉnh Quảng Bình thuộc phân vùng 2 với nhận định bão lên đến cấp 15, cấp 16, lượng mưa lớn nhất trong 24 giờ rất lớn, đạt 790mm. Trên cơ sở phân vùng bão, Bộ Tài nguyên và Môi trường đã nhận định nguy cơ bão, nước dâng cho khu vực ven biển Việt Nam nhằm đáp ứng kịp thời cho công tác chỉ đạo phòng chống và ứng phó với siêu bão nhằm hạn chế đến mức thấp nhất thiệt hại về người và tài sản do thiên tai gây ra. Tiếp đó, Bộ Xây dựng đã báo cáo về kết quả triển khai xây dựng nhà ở, công trình theo phân vùng bão và điều kiện thiên tai ở từng vùng, hướng dẫn trang trọng nhà cửa khi siêu bão đổ bộ. Viện Khoa học Thủy lợi báo cáo kết quả tính toán nước biển dâng, phục vụ phương án ứng phó với bão mạnh, siêu bão. Tổng cục Thủy sản, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn báo cáo kế hoạch hướng dẫn tàu thuyền tránh trú và neo đậu khi có bão, áp thấp nhiệt đới. Nghe Ban chỉ đạo phòng chống lụt bão Trung ương báo cáo những nội dung công việc cần tập trung để ứng phó với siêu bão. Theo báo cáo của Ban chỉ đạo phòng chống lụt bão Trung ương, khi siêu bão đổ bộ, các tỉnh ven biển và vùng trũng thấp như đồng bằng sông Cửu Long sẽ phải ứng phó với nguy cơ gió mạnh và ngập lụt do nước dâng. Các tỉnh miền núi phía Bắc và Tây Nguyên phải ứng phó với gió mạnh và mưa lũ sau bão. Với gió bão mạnh như trên, nếu không có phương án ứng phó phù hợp thì khi bão đổ bộ sẽ gây thiệt hại lớn về người, nhà cửa và các công trình xây dựng. Vì vậy, Ban chỉ đạo phòng chống lụt bão Trung ương đã phân công công việc cụ thể cho từng bộ ngành địa phương. Trên cơ sở đó, các bộ ngành địa phương lập phương án ứng phó với siêu bão.
Kết luận tại hội nghị, Phó Thủ tướng Chính phủ Hoàng Trung Hải yêu cầu các bộ ngành địa phương cần làm tốt công tác thông tin, tăng cường đầu tư để nâng cao tính chính xác của công tác dự báo. Đây sẽ là cơ sở để các bộ ngành địa phương triển khai các phương án phòng chống lụt bão để ứng phó một cách kịp thời có hiệu quả. Với những cơn bão mạnh, siêu bão thì các địa phương cần xây dựng phương án bổ sung. Phó Thủ tướng Chính phủ yêu cầu các bộ ngành cần tạo điều kiện để các địa phương khẩn trương xây dựng phương án bổ sung, trong đó rà soát lại toàn bộ phương tiện, thiết bị để sẵn sàng đối phó với siêu bão, đồng thời lên các phương án cụ thể cho từng vùng. Phó Thủ tướng Chính phủ yêu cầu các địa phương cần hoàn thiện phương án bổ sung chậm nhất vào tháng 6 năm 2015. Bộ Tổng tham mưu vừa tổ chức hội nghị trực tuyến đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ huấn luyện quý 3, triển khai công tác quý 4 năm 2014. Trung tướng Nguyễn Quốc Khánh, Phó Tổng tham mưu trưởng Quân đội Nhân dân Việt Nam chủ trì hội nghị. Tham dự hội nghị ở điểm cầu Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Quảng Bình có Đại tá Châu Tiến Dũng, Ủy viên Thường vụ Tỉnh ủy, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh; Đại tá Nguyễn Văn Phúc, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh. Hội nghị nghe báo cáo tổng kết kết quả công tác huấn luyện quý 3 năm 2014 do đại diện Thủ trưởng Cục Quân huấn, Cục Quân lực, Cục Dân quân, Cục Tuyên huấn báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ huấn luyện quý 3 và triển khai nhiệm vụ huấn luyện các tháng còn lại trong năm 2014. Riêng đối với Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Quảng Bình, được sự quan tâm lãnh đạo chỉ đạo của Thủ trưởng các cấp và cấp ủy chính quyền địa phương, cán bộ chiến sĩ các đơn vị đã hoàn thành các nội dung chương trình huấn luyện quý 3 theo kế hoạch. Nhiều nội dung hoàn thành tốt như đã tham mưu và tổ chức thực hiện thành công cuộc diễn tập khu vực phòng thủ cấp tỉnh, chỉ đạo các huyện, thành phố, thị xã hoàn thành diễn tập chiến đấu trị an, 100% đơn vị dân quân tự vệ hoàn thành tốt chương trình huấn luyện năm 2014, hệ thống sổ sách giáo án đảm bảo theo quy định của điều lệ công tác tham mưu huấn luyện chiến đấu, được quân khu đánh giá hoàn thành tốt nhiệm vụ quý 3 năm 2014. Hôm qua ngày 6 tháng 10, dự án hỗ trợ chuẩn bị sẵn sàng thực hiện rét còng ở Việt Nam tổ chức hội thảo thăm vấn các bên liên quan về rét còng tại Quảng Bình. Tham gia hội thảo có đại diện của rét còng tại ba tỉnh triển khai thực hiện dự án Đắk Nông, Quảng Bình, Quảng Trị và cả đơn vị địa phương chủ rừng được hưởng lợi từ dự án. Rét còng là sáng kiến giảm phát thải khí nhà kính từ mất rừng và suy thoái rừng của các bên tham gia do chương trình khung của Liên Hợp Quốc về biến đổi khí hậu đưa ra nhằm giảm lượng phát thải khí CO2 và bầu khí quyển. Tại hội thảo, các bên liên quan tham gia dự án đã chia sẻ với nhau các kinh nghiệm khó khăn trong vấn đề giao đất giao rừng như khả năng của người dân nhận đất trong rừng, các thủ tục hành chính trong việc giao đất nhận đất, đánh giá hiện trạng rừng trước khi giao cho nhân dân và đất giao trong rừng, cằn cỗi, không phù hợp với sản xuất trồng trọt hoặc trong rừng. Dự án hỗ trợ chuẩn bị sẵn sàng thực hiện rét công ở Việt Nam cũng đã đưa ra các chính sách yêu cầu của Ngân hàng Thế giới VKB và Quỹ đối tác carbon trong lâm nghiệp FCPF, các phương án tham vấn tại cộng đồng. Sáng nay 7 tháng 10 tại thành phố Đồng Hới, Sở Lao động Thương binh và Xã hội đã phối hợp với Tổ chức Liên minh Phòng chống mua bán người, tổ chức tập huấn nâng cao nhận thức phòng ngừa buôn bán người và kỹ năng hỗ trợ nạn nhân bị mua trở về và người có nguy cơ cao bị mua bán tại hội nhập cộng đồng. Trong hai ngày 7 và 8 tháng 10, 25 học viên tham dự lớp tập huấn sẽ được giới thiệu 5 nội dung chính, đó là thực trạng mua bán người hiện nay, những kiến thức căn bản về phòng ngừa mua bán người, một số kỹ năng của ngành công tác xã hội để làm việc với nạn nhân bị mua bán người, chương trình hỗ trợ vốn sinh kế cho nạn nhân bị mua bán người trở về và người có nguy cơ cao trên địa bàn, quy trình hướng dẫn nạn nhân lập kế hoạch đề nghị hỗ trợ vay vốn. Kết thúc lớp tập huấn, các học viên sẽ có thêm những kiến thức, kỹ năng trong quá trình công tác, đẩy mạnh tuyên truyền, nâng cao nhận thức cho người dân nhằm hạn chế tình trạng buôn bán người cũng như giúp các nạn nhân tái hòa nhập cộng đồng. Nhằm nâng cao nhận thức và ý thức của người dân về bảo vệ hành lang an toàn công trình lưới điện cao áp, bảo đảm lưới điện quốc gia được vận hành thông suốt, hiệu quả và an toàn, ngày 6 tháng 10, Đoàn Thanh niên Công ty Truyền tải Điện 2 phối hợp với Truyền tải Điện Quảng Bình tổ chức chương trình tuyên truyền tại các địa bàn nơi có tuyến đường dây cao áp đi qua. Tại xã Hiền Ninh, huyện Quảng Ninh, Đoàn Thanh niên Công ty Truyền tải Điện 2 và Truyền tải Điện Quảng Bình đã tổ chức hội nghị tuyên truyền và thi tìm hiểu về bảo vệ hành lang an toàn lưới điện quốc gia. Thông qua việc dẫn chứng một số trường hợp vi phạm đến an toàn công trình lưới điện cao áp diễn ra trong thời gian gần đây để giúp người dân hiểu rõ hơn mức độ nguy hiểm cũng như tầm quan trọng của đường dây 500 kV và 220 kV đối với an ninh năng lượng điện. Bằng các hình thức tuyên truyền đa dạng kết hợp với những hình ảnh sinh động, những câu hỏi trắc nghiệm, những thông điệp về quy định, hành vi nghiêm cấm trong công tác bảo vệ an toàn hành lang của tuyến đường dây cao áp đã được truyền tải đến người dân một cách dễ hiểu và dễ nhớ. Từ đó tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong nhận thức và ý thức của người dân,
đặc biệt là đối với những hộ gia đình ở gần khu vực có đường dây cao áp đi qua. Tại đây, Đoàn Thanh niên Công ty Truyền tải Điện 2 và Truyền tải Điện Quảng Bình đã trao tặng 40 suất quà, mỗi suất trị giá 200.000 đồng cho các gia đình nghèo, gia đình chính sách, học sinh nghèo vượt khó học giỏi của xã Hiền Ninh. Trước đó, lực lượng đoàn viên thanh niên của đơn vị đã tổ chức chương trình tuyên truyền lưu động dọc các địa bàn nơi có tuyến đường dây cao áp đi qua, tiến hành phát tờ rơi tuyên truyền đến người dân, tổ chức thay lắp sửa chữa điện cho các hộ nghèo trên địa bàn. Được biết đây là một trong những hoạt động nằm trong chiến dịch tuyên truyền của Công ty Truyền tải Điện 2 đến các tỉnh miền Trung và Tây Nguyên. Tại tỉnh Quảng Bình, chương trình này sẽ kéo dài trong 3 ngày, từ ngày 6 tháng 10 đến ngày 8 tháng 10 năm 2014. Nhân dịp này, đơn vị sẽ trao tặng 100 phần quà cho các gia đình nghèo, gia đình chính sách, học sinh nghèo vượt khó học giỏi trên địa bàn, tu sửa hệ thống điện sinh hoạt cho 20 hộ nghèo với tổng số tiền trao tặng trên 26 triệu đồng. Đến hết tháng 9 năm 2014, Công ty Trách nhiệm hữu hạn một thành viên Sổ số kiến thiết Quảng Bình đã nộp thuế vào ngân sách nhà nước đạt 94% kế hoạch cả năm. Nhiều năm qua, Công ty Trách nhiệm hữu hạn một thành viên Sổ số kiến thiết Quảng Bình chuyên thực hiện việc in ấn, phát hành và tiêu thụ các loại vé siêu số kiến thiết như vé siêu số kiến thiết truyền thống, vé cao, vé bốc, biết kết quả ngay và vé lô tô. Nhờ có cách thức bán hàng năng động, luôn thực hiện các giải pháp mở rộng thị trường, có uy tín với khách hàng, nên hiện nay công ty có hàng trăm đại lý và điểm bán hàng tại 14 tỉnh, thành phố từ Quảng Bình đến Ninh Thuận và các tỉnh khu vực Tây Nguyên. Trong đó những tỉnh tiêu thụ vé của công ty chiếm số lượng nhiều như thành phố Đà Nẵng, tỉnh Khánh Hòa và các thành phố khác. Từ đầu năm đến nay, công ty đạt doanh thu trên 100 tỷ đồng, đã nộp thuế vào ngân sách nhà nước 23,4 tỷ đồng, trên kế hoạch giao cả năm 25 tỷ đồng, đạt tỷ lệ 93,6%. Ngoài ra, công ty đã nộp vào ngân sách 2,8 tỷ đồng tiền thuế của khách hàng trúng thưởng và thuế các đại lý bán vé cho công ty. 9 tháng đầu năm 2014, công tác thu ngân sách trên địa bàn huyện Tiên Hóa đạt nhiều kết quả khả quan. Cũng như nhiều địa phương khác trong tỉnh, công tác thu ngân sách của huyện Tuyên Hóa cũng gặp nhiều thách thức khó khăn do ảnh hưởng của suy thoái kinh tế, lạm phát tăng cao, giá cả biến động khiến nhiều doanh nghiệp và hộ kinh doanh hoạt động cầm chừng, doanh thu đạt thấp. Song với các giải pháp tích cực, Chi cục thuế Tuyên Hóa đã thực hiện công tác thu ngân sách đạt kết quả cao. 9 tháng đầu năm 2014, tổng thu ngân sách trên địa bàn huyện ước thực hiện 36 tỷ đồng, đạt 87,7% kế hoạch năm, so với cùng kỳ năm trước tăng 4,45%. Trong đó, thu trong cân đối 26,5 tỷ đồng đạt 78% kế hoạch năm, so với cùng kỳ tăng 7,36%. Thu ngoài quốc doanh 13,3 tỷ đồng đạt 66,7% dự toán năm. Thu tiền sử dụng đất 5,3 tỷ đồng đạt 75% kế hoạch năm. Thu chi theo mục tiêu 9,5 tỷ đồng đạt 133,8% kế hoạch năm. Để thực hiện thắng lợi nhiệm vụ thu ngân sách năm 2014, trong thời gian tới, Chi cục thuế Tuyên Hóa tập trung nguồn lực, quản lý và khai thác tốt mọi nguồn thu, tuyên truyền phổ biến pháp luật về thuế, tăng cường công tác quản lý nợ đồng thuế, đôn đốc nộp tiền nợ thuế vào ngân sách nhà nước, phấn đấu thu đạt và vượt chỉ tiêu theo kế hoạch đã đề ra. Trong bất cứ thời kỳ lịch sử nào của dân tộc, thanh niên Việt Nam luôn là lớp người đi đầu vì sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Dưới ngọn cờ của Đảng, các thế hệ thanh niên Việt Nam đã lập nên những chiến công hiển hách, góp phần viết tiếp những trang sử hào hùng của dân tộc. Hơn nửa thế kỷ xây dựng, rèn luyện và phấn đấu trưởng thành dưới sự lãnh đạo của Đảng, vai trò nòng cốt chính trị của Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam ngày càng xứng đáng là tổ chức xã hội rộng rãi của thanh niên và các tổ chức thanh niên Việt Nam. Đoàn kết mọi tầng lớp thanh niên cùng phấn đấu cho lý tưởng độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội, vì mục tiêu dân giàu nước mạnh, dân chủ công bằng văn minh, vì hạnh phúc và sự tiến bộ của thanh niên. Đại hội Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tỉnh Quảng Bình lần thứ 5, nhiệm kỳ 2014-2019 là đợt sinh hoạt chính trị rộng rãi, sôi nổi của các tầng lớp thanh niên, là diễn đàn để thanh niên Quảng Bình thể hiện tinh thần đoàn kết, sáng tạo, xung kích tình nguyện, bày tỏ khát vọng và quyết tâm cống hiến sức trẻ trong công cuộc xây dựng và bảo vệ quê hương đất nước, phấn đấu cùng Đảng bộ và nhân dân tỉnh nhà xây dựng quê hương Quảng Bình phát triển nhanh và bền vững. Với chủ đề đoàn kết, dân chủ, đổi mới và hành động, Đại hội đại biểu Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tỉnh Quảng Bình lần thứ 5, nhiệm kỳ 2014-2019 chính thức được diễn ra trong 2 ngày, từ ngày 8 đến ngày 9 tháng 10 năm 2014 tại thành phố Đồng Hới. Chương trình thời sự tối nay sẽ được tiếp nối với những thông tin trên các lĩnh vực đáng quan tâm khác.
Ba Đồn cá chết hàng loạt do sốc nước. Tuyên Hóa triển khai có hiệu quả chính sách hỗ trợ xi măng để xây dựng nông thôn mới. Phóng sự Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tỉnh Quảng Bình dấu ấn một nhiệm kỳ. Do ảnh hưởng của không khí lạnh từ ngày 5 đến ngày 6 tháng 10, trên địa bàn tỉnh Quảng Bình đã có mưa vừa đến mưa to, gây chia cắt cục bộ một số tuyến đường, khu vực dân cư ở huyện Bố Trạch. Lũ lớn đổ về đã làm sập cầu Khe Điền và vỡ đập Hung Dũ thuộc địa bàn xã Hương Trạch. Lãnh đạo xã Hương Trạch, huyện Bố Trạch cho biết, vào sáng ngày 6 tháng 10, mưa lớn trên diện rộng và lũ lớn từ thượng nguồn đổ về đã làm sập cầu Khe Điền trên tuyến đường nối từ thôn Bồng Lai 1 và Bồng Lai 2 về trung tâm xã Hương Trạch. Cầu Khe Điền được xây dựng cách đây 20 năm. Chiếc cầu này đã tạo điều kiện cho 330 hộ trên 1.400 nhân khẩu của hai thôn Bồng Lai 1, Bồng Lai 2 đi lại trong sinh hoạt và sản xuất. Cầu Khe Điền bị sập đã chia cắt hoàn toàn hai thôn Bồng Lai về trung tâm xã. Đặc biệt, hơn 300 học sinh cả cấp của hai thôn Bồng Lai đến trường sẽ hết sức khó khăn. Phải nói rằng là cái điều kiện người dân đây cũng rất là khó khăn, mà đi lại cũng rất là khó khăn. Đến thời điểm này là cái cầu nó đã bị hỏng hẳn. Thì đối với chính quyền địa phương đã vào kiểm tra để tìm cách khắc phục, đặc biệt là trước mắt là khắc phục là dùng cầu tạm để cho bà con dân đi lại. Thứ hai là học sinh đảm bảo, con em học đảm bảo cái thời gian. Mưa lũ cũng đã gây vỡ đập Hung Dũ ở thôn Tây Giang, xã Hương Trạch, làm 16 hồ ở thôn này bị chia cắt hoàn toàn. Hồ chứa Hung Dũ được xây dựng cách đây 40 năm, nên nhiều đoạn đê ở đây đã xuống cấp nghiêm trọng. Các cơ quan chuyên môn huyện Bố Trạch cho biết, đoạn đê bị vỡ có chiều dài hơn 10 mét, chiều rộng trên 5 mét, sâu gần 2,5 mét. Ước tính khối lượng đất đá bị cuốn trôi trên 100 mét khối. Theo dự báo của Trung tâm Khí tượng Thủy văn Trung ương, những ngày tới không khí lạnh vẫn còn tiếp tục ảnh hưởng đến các nơi khác ở Bắc và Trung Trung Bộ gây mưa lớn. Do đó, các địa phương trong tỉnh, đặc biệt là các địa bàn vùng trũng, vùng ngập sâu, các vùng thường xuyên bị sạt lở đất đá, lũ quét, cần phải triển khai những biện pháp phòng chống lụt bão hiệu quả, không để người dân chủ quan vượt qua những khu vực ngầm tràn, có nước chảy xiết, ngập sâu, nhằm đảm bảo an toàn tính mạng tài sản cho người dân. Do ảnh hưởng của thời tiết nên trong những ngày qua trên địa bàn thị xã Ba Đồn đã xảy ra mưa vừa, mưa to và mưa rất to. Vì vậy đã làm thiệt hại hơn 2 tỷ đồng của 48 hồ nuôi cá chém lồng tại thôn Cồn Sẻ, xã Quảng Lộc, thị xã Ba Đồn. Theo một số hồ nuôi cá ở đây thì trong 2 ngày qua do mưa to, lượng nước ngọt đổ về từ thượng nguồn sông Danh cộng thêm nước thủy triều dâng nên mang theo rất nhiều rác thải, các loài ký sinh trùng cộng thêm áp lực nước chảy mạnh, nước đục nhiều nên cá bị sốc mạnh bỏ ăn, dẫn tới hiện tượng chết hàng loạt. Chị Nguyễn Thị Tuyết thôn Cồn Sẻ cho biết, để đầu tư nuôi một bè cá chẻm với số tiền cá giống, thức ăn và tiền công gần 200 triệu đồng. Vụ nuôi này, trong số 48 bè nuôi của 48 hộ thì có một số hộ mất trắng, một số hộ may mắn đã thu hoạch được một ít, hộ nào may mắn cũng bị thiệt hại gần 50 triệu đồng. Thực hiện phong trào cựu chiến binh giúp nhau phát triển kinh tế, những năm qua, Hội cựu chiến binh thành phố Đồng Hới đã triển khai thực hiện phong trào một cách tích cực, sâu rộng bằng nhiều hình thức phong phú, thu hút được sự tham gia của đông đảo hội viên. Để giúp các hội viên có thêm điều kiện phát triển sản xuất, cải thiện đời sống, từ năm 2009 đến nay, bằng nguồn vốn ủy thác của Ngân hàng Chính sách Xã hội và kinh phí của Quỹ Đồng đội, Hội cựu chiến binh thành phố Đồng Hới đã hỗ trợ cho hàng trăm hội viên được vay vốn phát triển kinh tế với tổng số tiền gần 40 tỷ đồng, giúp cho các hội viên nghèo vươn lên thoát nghèo bền vững. Nhờ đó, số lượng hộ cựu chiến binh nghèo giảm đáng kể, từ 30 hộ đến nay chỉ còn 11 hộ. Trong đó, nhiều hội viên Hội cựu chiến binh đã vươn lên làm giàu chính đáng, trở thành chủ các doanh nghiệp, các trang trại, gia trại với quy mô sản xuất kinh doanh ngày càng phát triển. Để góp phần động viên khuyến khích các hội viên tham gia thực hiện hiệu quả vào phong trào phát triển kinh tế tại địa phương, thời gian tới, Hội cựu chiến binh thành phố Đồng Hới tiếp tục đẩy mạnh phong trào cựu chiến binh giúp nhau phát triển kinh tế gắn với phong trào cựu chiến binh gương mẫu, tạo động lực nhằm xây dựng tổ chức hội ngày càng vững mạnh. Tuyên Hóa là địa phương đầu tiên của tỉnh Quảng Bình triển khai chủ trương hỗ trợ xi măng để các địa phương cứng hóa đường giao thông nông thôn và bê tông hóa kênh mương nội đồng, thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới. Đến nay, qua hơn một năm triển khai thực hiện, chủ trương trên đã có những tác động tích cực đến phong trào xây dựng nông thôn mới ở các địa phương. Chủ trương hỗ trợ xi măng để các địa phương cứng hóa đường giao thông nông thôn và bê tông hóa kênh mương nội đồng được huyện Tuyên Hóa ban hành và triển khai thực hiện từ tháng 4 năm 2013 trên cơ sở rà soát nhu cầu thực tế của từng địa phương, với hình thức huy động sự đóng góp của cộng đồng dân cư và nguồn ngân sách của địa phương. Trong đợt đầu, huyện Tuyên Hóa đã hỗ trợ 2.000 tấn xi măng với tổng kinh phí gần 3 tỷ đồng.
Trên cơ sở kết quả đã đạt được và nhu cầu của các địa phương, huyện Tuyên Hóa đã tiếp tục hỗ trợ 1.200 tấn xi măng đợt 2 để các địa phương xây dựng đường giao thông nông thôn và bê tông hóa canh mương nội đồng. Thông qua chủ trương hỗ trợ xi măng để xây dựng nông thôn mới, đã có nhiều địa phương trên địa bàn huyện được hỗ trợ để xây dựng được gần 20 km đường giao thông nông thôn, xây dựng mới nhiều tuyến canh thủy lợi, nâng cấp sửa chữa các tuyến canh mương nội đồng phục vụ cho sản xuất, góp phần thực hiện thành công các tiêu chí trong bộ tiêu chí xây dựng nông thôn mới. Thưa quý vị và các bạn, trải qua chặng đường 5 năm từ năm 2009 đến năm 2014, công tác hội và phong trào thanh niên tỉnh Quảng Bình đã có bước phát triển mới đáng ghi nhận, với rất nhiều hoạt động có ý nghĩa đã được triển khai thực hiện. Từ các phong trào, các chương trình hành động, Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tỉnh Quảng Bình đã phát huy được vai trò xung kích, tình nguyện của thanh niên, đoàn kết, tập hợp thanh niên thành một tổ chức vững mạnh, tạo dấu ấn riêng, khẳng định sức trẻ và nhiệt huyết của thanh niên đối với sự phát triển chung của quê hương, đất nước. Không ngừng phát huy tính sáng tạo, đổi mới nội dung và hình thức hoạt động, phát huy tính xung kích đi đầu của tuổi trẻ. Đó là những phương châm đã được Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tỉnh Quảng Bình tích cực triển khai trong 5 năm qua. 3 cuộc vận động và 2 chương trình do Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam phát động đã được triển khai đến tận cả cấp hội. Trong đó phải kể đến cuộc vận động Thanh niên lập thân lập nghiệp và làm sao chính đáng. Qua cuộc vận động này đã có hơn 1.100 lượt thanh niên được tổ chức tập huấn, chuyển giao tiến bộ khoa học kỹ thuật. 3.200 thanh niên được đào tạo nghề. Trên 146 tỷ đồng được hỗ trợ cho thanh niên giải quyết việc làm. Từ những kinh nghiệm và kiến thức có được, cùng với nguồn vốn vay ưu đãi, nhiều thanh niên đã mạnh dạn đầu tư vào sản xuất, phát triển kinh tế, tạo nguồn thu nhập cao. Mô hình sản xuất của anh Hoàng Văn Tuân ở xã Võ Ninh, huyện Quảng Ninh là một ví dụ điển hình. Với số vốn từ cỏ ban đầu là 70 triệu đồng và 15 triệu đồng được vay từ chương trình hỗ trợ vốn cho thanh niên lập nghiệp, anh đã đầu thầu hơn 4 hectare vùng đất hoang hóa để đầu tư xây dựng trang trại chăn nuôi. Với phương châm lấy ngắn nuôi dài, đến nay trang trại của anh đã cho lợi nhuận từ 120 đến 150 triệu đồng một năm, tạo việc làm thường xuyên cho 5 lao động trên địa bàn. Với những nỗ lực và đóng góp của bản thân, năm 2014, anh Hoàng Văn Tuân đã vinh dự nhận giải thưởng Lê Đình Của do Ban chấp hành Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh trao tặng. Tôi cũng đi các lớp tập huấn nhiều và trên đài báo chí, rồi tôi thấy những mô hình đăng tải của các địa phương khác rất mạnh, mà trên mảnh đất của mình thì có nhiều cái mảnh đất để mình sử dụng làm mô hình đăng tải có ý nghĩa và phát huy được cái sống ở tại địa phương, nên tôi mạnh dạn với gia đình là bỏ một ít vốn để ra thuê đất hoang hóa tại địa phương để làm mở mô hình đăng tải VSC. Mình phải dám nghĩ dám làm để mà vươn lên như các cái mô hình khác và để mà cố gắng hơn nữa. Với phương châm mình vì mọi người, sống có ích cho bản thân, gia đình và xã hội, cuộc vận động Thanh niên sống đẹp, sống có ích đã được triển khai với nhiều chương trình, phong trào cụ thể. Cả chương trình như chiến dịch thanh niên tình nguyện hè, tiếp sức mùa thi, tiếp sức đến trường, phong trào hiến máu tình nguyện, hành trình nhân ái vì sức khỏe cộng đồng, v.v. đã được thanh niên trong toàn tỉnh hăng hái tham gia. Điểm sáng trong nhiệm kỳ qua là hoạt động thanh niên tình nguyện giúp dân phòng chống, khắc phục bão lũ, nhất là trong cơn bão số 10, hoàn lưu bão số 11 năm 2013. Thông qua việc kêu gọi các nguồn lực hỗ trợ từ cả tổ chức, cả cá nhân, Hội Liên hiệp Thanh niên cả cấp đã xây dựng được 470 ngôi nhà nhân ái với tổng trị giá gần 14 tỷ đồng. Vận động quyên góp áo quần, chăn ấm để tặng cho bà con nhân dân vùng sâu vùng xa, thăm hỏi tặng quà và chúc Tết bà con biên giới hải đảo với tổng trị giá hơn 2,8 tỷ đồng. Cuộc vận động Tuổi trẻ Quảng Bình chung tay xây dựng nông thôn mới đã phát huy tinh thần đoàn kết, xung kích tình nguyện của thanh niên với nhiều cách làm hay và sáng tạo. Hàng trăm km đường làng ngõ xóm đã được làm mới. Nhiều mô hình giữ sạch cánh đồng quê hương, thắp sáng đường quê, giữ gìn an ninh trật tự, bảo vệ môi trường đã được thực hiện thành công. Xác định công tác xây dựng hội và phát triển hội là công tác trọng tâm, thì trong những năm qua thì Ủy ban Hội Liên hiệp Thanh niên xã Bảo Ninh đã có nhiều hoạt động và hình thức rất là phong phú, đa dạng, như là tọa đàm, kể chuyện truyền thống nhân các ngày lễ, và đặc biệt là có những chuyến đi thanh niên tình nguyện các vùng ở thiên tai, lũ lụt. Thì những hoạt động đó đã giúp đỡ
đã tạo thuận lợi để thu hút tập hợp được thanh niên vào tổ chức. Trong 5 năm qua, bằng việc phát triển tổ chức hội, mở rộng mặt trận đoàn kết tập hợp thanh niên, cả cấp bộ hội đã giới thiệu trên 12.500 hội viên thanh niên tiên tiến kết nạp vào Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh. Cả phong trào, cả cuộc vận động đã được thực hiện có hiệu quả hơn nhờ sự vào cuộc tích cực và năng động của lực lượng thanh niên trong toàn tỉnh. Chương trình công tác hội và phong trào thanh niên trong nhiệm kỳ tới thì tập trung đẩy mạnh thực hiện cuộc vận động là tổ chức Việt Nam và cái chương trình là mở rộng mặt trận đoàn kết tập thanh niên. Thì tập trung chủ yếu vào các cái mảng mũi, đặc biệt là cái hoạt động tập trung cho cơ sở và hướng các hoạt động ưu tiên để về cơ sở. Cái thứ hai là phát hiện và nhân rộng các cái gương điển hình tiêu biểu thông qua các cái hoạt động, các cái mô hình tổ đội nhóm, các cái phương thức hoạt động phù hợp với trình độ phát triển cũng như là tùy thuộc vào cái điều kiện phát triển của từng đối tượng để từ đó là cổ vũ rồi tạo môi trường cho thanh niên thể hiện cống hiến và trưởng thành. Là thế hệ tương lai của đất nước, mang trong mình sức trẻ, lòng nhiệt huyết, hoài bão và khát vọng, những chiến sĩ áo xanh đã đưa phong trào thanh niên tình nguyện ngày càng lan tỏa, để lại ấn tượng đẹp về lòng nhân ái, tinh thần trách nhiệm, xung kích vì cộng đồng và an sinh xã hội. Đó cũng chính là tiền đề quan trọng để trong chặng đường mới, Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tỉnh Quảng Bình tiếp tục phát huy để mạnh thực hiện có hiệu quả các chương trình, các cuộc vận động lớn mang dấu ấn thanh niên. Qua đó nhằm động viên cổ vũ thanh niên tiếp tục vươn lên trong học tập, lao động sáng tạo, làm sao chỉnh đáng cho bản thân, gia đình và xã hội, góp phần xây dựng quê hương Quảng Bình phát triển nhanh và bền vững. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian theo dõi chương trình thời sự tối nay của Đài Phát thanh Truyền hình Quảng Bình. Ngay sau đây là những thông tin thời tiết và bản tin thể thao. Dự báo thời tiết Quảng Bình đêm 7 ngày 8 tháng 10. Khu vực miền núi trời nhiều mây, đêm và sáng có mưa rào rải rác, trời chiều hưởng nắng, gió tây đến tây bắc cấp 2, nhiệt độ từ 22 đến 27 độ. Khu vực đồng bằng ven biển trời nhiều mây, đêm và sáng có mưa rào rải rác, trời chiều hưởng nắng, gió tây bắc cấp 2 cấp 3, nhiệt độ từ 23 đến 28 độ. Khu vực thành phố Đồng Hới trời nhiều mây, có lúc có mưa rào, trời chiều hưởng nắng, gió tây bắc cấp 2 cấp 3, nhiệt độ từ 23 đến 29 độ. Dự báo thời tiết biển có mưa rào rải rác, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa, gió đông bắc cấp 5, biển bình thường, sóng biển cao từ 0,75 đến 1,75m. Dự báo thời tiết đêm 8 ngày 9 tháng 10, mây thay đổi đến nhiều mây, có mưa rào vài nơi, ngày nắng, gió tây bắc cấp 2, nhiệt độ từ 23 đến 30 độ.